Xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với diễn đàn Android.vn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game online đã từng làm điên đảo giới trẻ trong suốt quãng thời gian cách đây khoảng 2-3 năm gì đó. Hình như là 3-4 năm mà, không phải 2-3 năm đâu. Đó là một tựa game đã từng có trên hệ PC, tuy nhiên thì bây giờ đã có trên mobile rồi, có tên là Dragonica. Những bạn nào mà ngày trước mà khoái chơi game online, đặc biệt là những game RPG thì chắc chắn sẽ biết đến trò chơi này. Đây là một game thể loại hành động RPG màn hình ngang. Các bạn nhìn này, sexy không? Đấy, toàn rồng rồi có cả cả bưởi các kiểu luôn. Tuy nhiên thì trong hình trong game thì nó sẽ không được nuột như thế này, mà nó sẽ có thiên hướng như kiểu là chibi trẻ con tí. Rồi chúng ta sẽ vào ngay. Và đầu tiên thì giống với những game online khác, chúng ta sẽ tới với giao diện chọn nhân vật. Đây là một cái bước gọi là một thử thách lớn nhất trong game, khi mà chúng ta không biết chọn nhân vật ở cái class nào, các tuyến nào, cũng như là đặt tên nhân vật cũng là một điều cực kỳ khó luôn. Sang một giới tính nữa nhé, chúng ta hãy chọn một bạn nam mạnh mẽ hay là một bạn nữ đáng yêu. Sao nam giống nữ này, đây thằng nam à, đây là nữ đâu bác, tại sao nữ này không có bèo. Chung là mỗi nhân vật nó sẽ có một đặc tính riêng, và các bạn tùy theo cái sở thích của mình có thể lựa chọn, ví dụ như là nhân vật chiến binh này, tanker này, rồi nhân vật phù thủy, rồi nhân vật búp máu này nọ. Tại lại giống như cái game RPG mà chúng ta đã từng chơi rất là quen thuộc rồi. Ở đây mình sẽ chọn thử Vinzat là không Assassin đâu, cho kiểu sát thủ ấy. Rồi. Rồi, cốt truyện đại thể là chúng ta sẽ đi giúp đỡ một cái người nào đấy để gia nhập vào một thành. Cái này thì thực ra thì cũng quá là quen thuộc, game nào cũng có. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái khác một chút so với cái game Dragonica bản PC, đấy là ở đây thì mình sẽ được chọn những cái bản đồ này, và chúng ta sẽ không cần phải mất thời gian để đi đến những cái vùng đất để đánh nhau nữa, mà đây là chúng ta đã được vào thẳng cái bản đồ để chơi luôn, vào thẳng cụ bản luôn. Đấy, đây là cái nút D này thì là để phóng lên trước, nút A để chém, đấy, nút M là gì? chém mạnh. Đấy, chém mạnh đã đến boss rồi. Boss nhìn đáng yêu vãi chưa, ui thằng kia nó khỏe quá. Có lẽ mình không cần phải đánh không? Thắng luôn. Ngay từ đầu mà đã chọn ngay được một cái móng lại còn lên level luôn. Trò chơi này thì cũng hơi khác so với Dragonica bản PC. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái bàn chơi, chúng ta sẽ chơi theo kiểu đi bàn chứ không phải kiểu làm nhiệm vụ. Và mỗi cái bàn chơi này thì chúng ta sẽ được có một cái số cái vật phẩm để hỗ trợ này. Sau đấy thì chúng ta sẽ xây dựng nhân vật bằng cách là mua đồ hoặc là nhặt được đồ, chế đồ, rồi upgrade cái nhân vật lên. Vậy là nó khác so với Dragonica kia. Dragonica kia chỉ làm nhiệm vụ. Đấy, còn đây thì mình chỉ hầu hết là chúng ta sẽ đi bàn thôi. Đấy, còn có là skin. Đấy, nhân vật chúng ta có rất nhiều skin. Ở đây thì có một cái skin tên phi tiêu. Đấy, phi tiêu. Liên tục. Ôi, cái gì này. À, cái chúng ta còn có cả một cái gọi là kiểu xem combo của mình là cái gì ấy. Cái đồ họa rất là dễ thương, tuy nhiên thì hiệu ứng trên những cái đòn đánh rất là đẹp, và thậm chí là nó rất chi tiết đến mức mà cái điện thoại mình nó còn giật tung đít mặc dù đây điện thoại xịn. Rồi lại còn lên level tiếp. Có rất nhiều những cái mà chúng ta bàn, ví dụ như đây là sẽ có mission này, xem là nhiệm vụ chúng ta là gì. Nhiệm vụ này nó không giống như là nhiệm vụ trong những cái trò chơi RPG online khác, mà đây nhiệm vụ chỉ đơn giản là một ngày giết được bao nhiêu con quái vật này, đi được bao nhiêu bàn thôi, chứ không có nhiệm vụ cụ thể theo kiểu cốt truyện. Đấy, cốt truyện ở game này thì nó sẽ hướng về kiểu là thằng nào chơi rồi thằng ấy biết cốt truyện, còn không thì thôi kệ mày, đấy kiểu như thế. Và đây là giao diện là nhân vật này, có thời trang này, có cả pet nữa cơ. Chúng ta sẽ có skin này, khu vực skin này thì nó giúp chúng ta nâng cấp các kỹ năng, những cái thậm chí là những cái combo. Đấy, trò chơi này là một trong những trò chơi mà nó thú vị ở chỗ là nó có combo khác nhau. Ví dụ như là ấn liên tiếp cái A này thì nó sẽ có những cái trưởng. Với trò chơi này, nếu các bạn chịu khó cày cuốc và kiếm được nhiều đồ thì kết cục của các bạn sau này sẽ biến thành như thế này. Trời ơi, màu không? Đây, mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem. Đây, một thằng có kiếm to đùng, ánh sáng lấp lóe. Mà cũng có thể đây là một anh chàng pay to win, nạp tiền vào để chơi. Và chúng ta đã cùng tìm hiểu xong về tựa game Dragonica. Tựa game này thì nó rất là hot, hot đến nỗi mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn nó đã có tới hơn 1 triệu lượt tải. Và chỉ riêng đấy là trong thị trường của C, tức là thị trường của châu Á mà thôi. Đủ thấy được nó là một tựa game hay như thế nào. Nếu mà bạn yêu thích những tựa game RPG chặt chém đã tay, cũng như là cày level và kiếm đồ cho nhân vật, thì hãy lựa chọn game này, đây là một tựa game cực kỳ hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau.